hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác và kênh sạp. Và trong thời gian tới đây rất nhiều các bác hỏi em về những dòng xe đua mang thương hiệu của Nhật. Thì em về một chiếc xe Fuji Finesse 2.0. Fuji là từ viết tắt của núi Phú Sĩ đến từ Nhật. Fuji và xe được trang bị với càng carbon, với bộ khung nhôm siêu nhẹ, với tông màu rất là nổi bật, có tông màu vành màu cam, kính đông trước tay cuốn cam. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể những chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là cái màu sắc tông màu của xe, màu ghi và xanh tím. Model của xe Fuji Finesse 2.0 đến từ thương hiệu Nhật Bản luôn. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy T6 siêu nhẹ. Tổng thể xe đánh giá tầm mới tầm 90% xe. Xe rất là đẹp quá nhá. Rất nhiều các quan tâm hỏi em về những dòng xe thương hiệu Nhật thì em về một chiếc đây. Tem đỏ của xe vẫn còn nguyên trên xe. Ghi đông xe là ghi đông của DJ Bochager. Ghi đông của Bochager đến từ thương hiệu Mỹ. Làm từ kim nhôm 7005 aluminum T6. Tay cuốn màu da cam rất nổi bật. Xe được trang bị bộ tay lắc chính hãng của Shimano Toyota Sora. Bên phải em được sử dụng bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Càng carbon chính hãng của Fuji nguyên bản theo xe. Mayer chính hãng của Shimano R555 550. Mayer chính hãng của Shimano R555 550. Cầm lái hẹ. Vành cũng là vành chính hãng của Shimano, vành cặp R550. Sử dụng cặp lốp hiệu chính hãng, lốp cao cấp của Michelin. Một trong những hãng nổi tiếng về sản xuất lốp xe đạp. Gạt đĩa của Shimano, chính hãng Sora. Đùi đĩa nguyên bản theo xe, Godida. Cụ đề của Shimano, cụ đề Shimano 2003. Trang bị 8 tầng lip, chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với Mayer vành nguyên cặp chính hãng của R550. Vành Mayer cặp của chính hãng Shimano R550. Lốp đằng sau là lốp sử dụng lốp Michelin. Cam lá hẹ, cam dẹp. Cọc yên của chính hãng của Chubati. Thương hiệu đến từ Mỹ. Yên hiệu của Samsung San Marco. Yên của Ý, yên da. Rất là cao cấp. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao xe của khung xe là em đo là size 44, tức là size S. Thế là các bác là 1m6 chiều 1m7. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 8 tầng lip chính hãng của xe. Lên lip, xuống lip. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể cho chiếc xe Fuji thương hiệu Nhật, model Finesse 2.0 với bộ group chính hãng của Shimano Sora, càng carbon. Và xe giá rất tốt bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một ngày trước ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.